Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình này có những nội dung chính sau đây. Thành phố Hải Dương tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó mèo. Nỗi lo của nhiều người dân sau khi hết dịch tả lợn châu Phi. Các trường trung học phổ thông chủ động ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Trường tiểu học Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đưa 40 trò chơi dân gian vào trường học. Bắc Ninh trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh trước tình trạng bạo lực học đường. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định số 90 của Chính phủ và kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc năm 2019, vừa qua, đồng loạt các phường xã trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương tổ chức tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo đuôi. Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Hải Dương, hiện trên địa bàn có khoảng 5.400 con chó và mèo, trong đó số lượng mèo chỉ có gần 300 con. Nhằm ngăn chặn dịch, góp phần hạn chế thấp nhất số người tử vong do chó mèo mắc dại cắn. Cùng với các xã phường, Trung tâm đã tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện đại chúng về tác hại của bệnh dại, điều tra thống kê đàn chó mèo nuôi đến từng hộ dân, lập danh sách số lượng, xây dựng kế hoạch đăng ký số lượng vaccine, đồng thời chỉ đạo tiêm phòng bắt buộc vaccine phòng bệnh dại. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố chịu trách nhiệm cung ứng, bảo quản, cấp phát vaccine, giấy chứng nhận tiêm phòng, tổ chức thanh kiểm tra, chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Tính đến cuối ngày hôm nay, toàn thành phố đã tiêm phòng được gần 90% số lượng chó mèo, đạt tỷ lệ cao là các phường Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo. Từ nay đến cuối tháng 4, Ban Thú y các xã phường tiếp tục thống kê và tổ chức tiêm số chó mèo còn lại. Trong tổng số lợn bị tiêu hủy do dịch tả châu Phi, số lượng lợn nái mắc bệnh tại các hộ chăn nuôi ngày càng nhiều. Người chăn nuôi rất lo lắng về vấn đề tái đàn sau khi hết dịch. Phản ánh của phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cả gia đình trông chờ vào nguồn thu nhập chính là chăn nuôi lợn. Vậy mà giờ đây bà Trần Thị Trình, xã Phú Đông, thành phố Thái Bình xót xa khi tổng đàn lợn 70 con của bà có 3 con lợn nái phải tiêu hủy vì mắc bệnh dịch tả châu Phi. Bà lo lắng nếu tiêu hủy hết sau này lấy gì để tái đàn. Nói chung là bây giờ mà không may nó đã xảy ra này thì tái đàn của chúng tôi cũng không biết bao giờ mới tái đàn được. Mà cũng xót lắm, nói thật là cũng xót lắm. Mỗi một con lái là cứ 2-3 tạ. Mà nó đẻ ra một năm nó cũng đẻ cũng 13, 14, 15 con. Bệnh tả lợn châu Phi có đặc điểm lợn nái đang mang thai mắc bệnh có thể xảy ở mọi giai đoạn. Tỷ lệ chết cao lên tới 100%. Hiện nay, tỉnh Thái Bình mới chỉ đáp ứng được khoảng 30-40% con giống. Với diễn biến của dịch hiện nay, nhiều địa phương lo ngại về vấn đề giống cho tái đàn sau khi hết dịch. Theo nhận định của chúng tôi thì cái tổng đàn lợn nái trên 1.000 con của Đông Cường ấy, thì bây giờ đã phải tiêu hủy tới trên 700 con rồi. Và cái nguy cơ của việc mắc cái dịch tả châu Phi này đối với lợn nái, lợn, đặc biệt là lợn đang mang thai thì nhiễm dịch rất cao. Và đây nếu mà khi cái đàn lợn này bị nhiễm dịch và phải tiêu hủy thì đây là một cái nguồn nó làm khó khăn, đó là cái nguồn sinh sản cho cái con giống của nội bộ của xã. Trong giai đoạn hiện nay, việc khống chế kiểm soát dịch bệnh được tăng cường và thực hiện tốt thì sẽ giúp người chăn nuôi giữ lại được con giống để tái sản xuất sau khi dịch kết thúc. Nhằm giúp các làng nghề truyền thống phát triển, từ năm 2011 đến nay, ngân sách tỉnh Hà Nam đã hỗ trợ cho hoạt động khuyến công hơn 16 tỷ đồng và hỗ trợ cho làng nghề, cơ sở làng nghề tiểu thủ công nghiệp thông qua 6 đề án với tổng số tiền hơn 1 tỷ 690 triệu đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và đã hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 11.631 lao động nông thôn. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh tôn vinh hơn 150 nghệ nhân thợ giỏi ở các làng nghề, nhằm biểu dương những người có bề dày kinh nghiệm, có khả năng sáng tạo, góp phần quan trọng thúc đẩy các làng nghề phát triển bền vững. Nam Định có 612 hecta sản xuất muối tại 9 xã và 2 thị trấn của 3 huyện ven biển Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Năm 2018, bình quân giá trị sản xuất muối của tỉnh đạt khoảng 150 triệu đồng một hecta. Năm 2019, toàn tỉnh đặt mục tiêu giữ vững diện tích sản xuất muối hiệu quả, tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống thủy lợi, đảm bảo phục vụ tốt sản xuất muối tập trung, mở rộng diện tích sản xuất muối sạch, áp dụng cơ giới hóa và các công nghệ mới trong sản xuất chế biến, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất muối.
phấn đấu đưa 300 hecta vào sản xuất muối, sản lượng 25.000 tấn, mở rộng diện tích sản xuất muối sạch lên 50 hecta. Bước vào vụ sản xuất muối năm nay, một số doanh nghiệp thu mua chế biến muối đã đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, cải tiến công nghệ, phát triển công nghiệp chế biến muối, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn và góp phần đẩy mạnh tiêu thụ. Trong nỗ lực duy trì nghề muối và cải thiện đời sống diêm dân. Những năm qua, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên luôn tích cực phát động các phong trào về mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đã có nhiều tập thể cá nhân hưởng ứng làm cho bộ mặt thôn xã ngày càng khởi sắc. Trong đó điển hình có ông Vũ Công Ninh ở thôn 2. Năm vừa qua, ông đã ủng hộ hơn 500 triệu đồng vào các công trình tại địa phương. Ông Ninh từng là bộ đội tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, sau thời gian xuất ngũ trở về quê hương lập nghiệp với nghề thi công xây dựng. Những năm qua, hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, năm 2018 ông ủng hộ hơn 500 triệu đồng làm đường vào nghĩa trang với chiều dài hơn 400 mét, giúp bà con đi lại thuận tiện thông thoáng hơn trước. Chưa dừng lại ở đó, ông ủng hộ tiếp gần 40 triệu đồng làm đường vào chùa Phúc Hưng, giúp nhà chùa thêm khang trang sạch đẹp. Với những đóng góp của ông Ninh có ý nghĩa rất lớn đối với xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng bộ mặt quê hương ngày càng giàu đẹp. Chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6. Thời điểm hiện tại, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động thực hiện các biện pháp ôn tập cho học sinh. Phương án thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, tỷ lệ kết quả thi chiếm 70%, điểm xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông, còn lại 30% căn cứ vào học bạ của năm học lớp 12. Để học sinh làm quen với hình thức, dạng đề thi, các nhà trường thường xuyên tổ chức thi cử kiểm tra theo đề thi minh họa của Bộ. Từ đó tiến hành bồi dưỡng ôn tập theo năng lực, học lực học sinh. Các nhà trường cũng tập trung chỉ đạo kiểm tra nhắc nhở giáo viên về hoàn thành chương trình lớp 12, tuyệt đối không được cắt xén chương trình, đồng thời ôn tập bổ sung kiến thức lớp 10, 11. Bên cạnh đó, thay vì ôn tập theo đơn vị lớp học, như những năm trước, nhiều trường đã ôn tập theo tổ hợp môn thi mà các thí sinh lựa chọn. Các giáo viên còn hướng dẫn học sinh cách phân bổ thời gian ôn tập tại nhà, vừa bám sát kiến thức, vừa không tạo áp lực học tập. Trò chơi dân gian nhàm chán không thể thu hút trẻ em, đó là suy nghĩ của không ít người trước thực trạng trẻ em nghiện các thiết bị điện tử thông minh. Song tại một trường tiểu học ở tỉnh Thái Bình, đã có tới 40 trò chơi dân gian được đưa vào hoạt động trải nghiệm và đã rất nhanh chóng thu hút được các em nhỏ. Các bậc phụ huynh có thể tạo được niềm vui cho con mình tại gia đình. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại trường tiểu học Đông Tân, huyện Đông Hưng để tham gia một ngày hội đặc biệt, đó là ngày hội trò chơi dân gian dành cho các em học sinh tiểu học với 40 trò chơi vô cùng hấp dẫn. Với việc chia nhóm các trò chơi dân gian phù hợp với từng khối học sinh để các em dễ dàng tiếp cận với các trò chơi, đồng thời thu hút được 100% học sinh trong toàn trường cùng tham gia. Đồ chơi được tạo nên đơn giản từ tre, lá hay dây thừng. Song quan trọng là cách các thầy cô tổ chức để thu hút các em từ sự tò mò, vui nhộn và mong muốn được tham gia. Chuyên đề ngày hội trải nghiệm sáng tạo chúng em với trò chơi dân gian này không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần tạo các kỹ năng về thể chất, tạo sự tự tin, phát triển các năng lực cá nhân. Để đưa trò chơi dân gian vào trường học một cách thực chất, trường tiểu học Đông Tân đã lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa và tạo thành hoạt động thường xuyên, liên tục để duy trì và phát triển hoạt động, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Những năm qua, việc khai thác phát huy vai trò của tủ sách pháp luật ở cơ sở luôn được tỉnh Ninh Bình quan tâm thực hiện, đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới người dân. Đến nay, toàn tỉnh có trên 800 tủ sách, ngăn sách pháp luật tại các xã phường thị trấn, các nhà văn hóa thôn xóm, tổ dân phố và các cơ quan đơn vị, với hơn 95.000 đầu sách pháp luật. Hầu hết đều được đặt ở vị trí thuận lợi, sắp xếp khoa học. Hàng năm, Sở Tư pháp hướng dẫn các huyện, thành phố trang bị bổ sung những đầu sách pháp luật cần thiết, tiếp tục cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Nhiều đầu sách có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai, Luật hôn nhân và gia đình, Luật khiếu nại, Luật tố cáo được trang bị đầy đủ. Thường xuyên hàng năm là vẫn
tạo điều kiện một là tu sửa và bổ sung kinh phí để mua sách. Thì trong quá trình hàng năm thì có thể có những văn bản mới về luật, các văn bản ví dụ như luật về nghị định, thông tư chẳng hạn. Còn liên quan thì tôi giao cho Tư pháp xã, cũng chức Tư pháp xã là tham mưu xây dựng chọn lọc những cái bộ sách mang tính chất hữu hiệu để bổ sung tủ sách pháp luật. Thứ hai là cũng đối với người dân khi đến có nhu cầu thì tạo điều kiện và phân công cán bộ mở sổ theo dõi. Có thể người dân vẫn cho mượn tại nhà nhưng mà hẹn trả đúng ngày, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các cái thông tin pháp luật. Việc xây dựng tủ sách pháp luật tại cơ sở có phần phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước tình trạng bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em đang ngày càng gia tăng và trở thành vấn nạn nhức nhối trong xã hội, thì bên cạnh việc học tập, điều mà các bậc phụ huynh hiện nay quan tâm chính là trang bị cho con em mình những kỹ năng tự vệ cần thiết để bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm. Và diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường là một trong những hoạt động thiết thực được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức, hướng dẫn các nhà trường triển khai nhằm đáp ứng mục tiêu này. Tại trường tiểu học Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường được diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi và đầy hào hứng của các em học sinh, bất kể thời tiết ngoài trời không hề thuận lợi. Mặc dù là đơn vị được lựa chọn triển khai đầu tiên trong toàn tỉnh, nhưng dưới sự truyền đạt khéo léo gần gũi, phù hợp với lứa tuổi của chuyên gia kỹ năng đến từ Hà Nội, sự hào hứng sôi nổi của các em học sinh đã cho thấy hiệu ứng và tính thiết thực hiệu quả của diễn đàn. Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức cái diễn đàn về xây dựng tình bạn đẹp, nói không bạo lực đường và chuyên đề phòng chống xâm hại ở trẻ em. Thì đây là một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là tốt đẹp mà nhà trường cũng hằng mong mỏi, bởi vì là những cái vấn đề tế nhị đấy ở trong trường học cũng thực ra là nhiều năm rồi cũng ít được nhắc đến. Mong muốn của nhà trường sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa để cho các em nắm được những cái kỹ năng và nắm được những cái phương cách để phòng chống và tự bảo vệ mình. Thực tế, gần đây cho thấy, trên khắp các trang mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, số vụ xâm hại tình dục trẻ em và tình trạng bạo lực học đường đang ngày càng gia tăng, đã thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo, không chỉ với các bậc phụ huynh mà còn đối với cả ngành giáo dục và toàn xã hội. Nhận thức được thực trạng nghiêm trọng này, một số trường học đã nhanh chóng hưởng ứng và triển khai sớm diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, với mong muốn trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, giáo dục ý thức đạo đức lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp trong nhà trường và đã nhận được những phản hồi tích cực từ các em học sinh tham gia chương trình. Lần đầu tiên thì em có một chút bỡ ngỡ khi được lần tiên tham dự giao lưu với các cô, nhưng sau khi tiếp xúc thì em cảm thấy diễn đàn này rất là tốt và thú vị, giúp cho học sinh phát triển những kỹ năng ứng xử giao tiếp với môi trường xã hội ngày nay. Dạ, em thấy được việc bạo lực học đường bây giờ rất nguy hiểm. Các bạn hiện nay không trang bị cho bản thân được nhiều những kỹ năng cũng như là sự hiểu biết của mình về bạo lực học đường. Cho nên việc bạo lực học đường hiện nay là diễn ra rất là nhiều và bọn em cảm nhận được sự nguy hiểm của nó. Và sau diễn đàn này thì bọn em nghĩ là sẽ giảm bớt được vấn đề bạo lực học đường cũng như là các bạn hiểu rõ hơn về nguy hiểm của bạo lực học đường. Chương trình diễn đàn như thế này rất là thiết thực và em nghĩ là nên có nhiều những chương trình như thế này ạ. Bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đã và đang trở thành vấn đề nóng, gây nhức nhối trong xã hội. Vì vậy, việc tổ chức các chương trình có ý nghĩa thiết thực như diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường là thực sự cần thiết, góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, có người từng tham gia hiến máu tới 32 lần. Nhiều gia đình các thành viên cùng tham gia hiến máu, nhiều người thuộc nhóm máu hiếm, không ngần ngại hiến máu bất cứ khi nào người bệnh cần. Đây là những nghĩa cử cao đẹp thể hiện tính nhân văn, lòng nhân ái và sự sẻ chia với cộng đồng. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, tổ chức phong trào, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, vận động đông đảo lực lượng thanh niên, tình nguyện viên và nhân dân trong tỉnh tham gia hiến máu cứu người. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 23 buổi hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được trên 6.200 đơn vị máu, đáp ứng kịp thời nhu cầu cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Với thông điệp Blues trắng, trái tim hồng, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại,
Ngày hội hiến máu năm nay đã tiếp nhận được trên 200 đơn vị máu. Đây là món quà quý giá gửi đến người bệnh, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong điều trị cho các bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Thời gian gần đây, tình trạng xe cơi nới thành thùng và chở quá tải trọng lại chạy nhiều trên tuyến đường 378, đường đê tả sông Hồng, đoạn qua huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Không chỉ chở vật liệu xây dựng quá tải trọng, mà nhiều xe còn che phủ bạt không cẩn thận để đất đá rơi vãi ra đường, gây ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt trên tuyến đê tả sông Hồng có nhiều nhà máy gạch nên đã xuất hiện rất nhiều chiếc xe thùng theo giấy phép đăng kiểm chỉ được phép chở hàng hóa tối đa trên 7 tấn, nhưng được các chủ xe dùng để chở hàng vạn gạch vượt quá nhiều lần so với quy định. Thời gian hoạt động của những chiếc xe này chủ yếu vào các giờ buổi trưa từ 11 giờ đến 13 giờ hàng ngày. Đường đê tả sông Hồng mới được đầu tư nâng cấp, hiện đã có nhiều đoạn sụt lún, cộng thêm hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa mưa bão, cho nên trước tình trạng trên đề nghị lực lượng chức năng tỉnh và công an các huyện Kim Động, Khoái Châu và Văn Giang cần thường xuyên tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đã biết, đã nghe, đã nói rất nhiều về những nỗi đau, sự mất mát mà tai nạn giao thông gây ra cho biết bao gia đình và toàn xã hội. Đó là những thiệt hại về tính mạng, về thân thể, về kinh tế, là sự ám ảnh về tinh thần đối với người thân của các nạn nhân. Bên cạnh đó là tương lai mịt mờ của rất nhiều em nhỏ, là những câu hỏi về cuộc sống tiếp theo của biết bao số phận và những nỗi đau khác mà ta không thể gọi tên. Câu chuyện thương tâm vừa ập đến với gia đình ông Đinh Văn Phồn ở thôn Đông, xã Bằng An, huyện Quế Võ. Ngày 6 tháng 4, con trai, con dâu và cháu nội của ông bị tai nạn giao thông, tử vong khi đang trên đường từ Hà Nội về Bắc Ninh. Họ ra đi, để lại cha mẹ già và hai con sinh đôi mới gần 6 tuổi, vô cùng ngây thơ và chưa hiểu thế nào là sự mất mát, đau thương. Mang về thì nó bảo, thế bố mẹ con đâu? Bảo, bố mẹ con sau cho vào đây ngủ thì trong quan tài ấy, thì nó bảo là bố mẹ con mà về thì ngủ ở trên giường nhưng ngủ gì ở đây? Cháu nó chỉ nói là bố mẹ đưa em đi vẫn ở bệnh viện. Thế còn bố mẹ ở trong quan tài là bố mẹ giả. Mấy hôm nữa là bố mẹ ở bệnh viện, bố mẹ về. Nó cứ chạy ra chạy vào, nó phải chờ bố mẹ về. Vợ chồng ông Phồn năm nay đều ở tuổi trên dưới 70. Ông kể bản thân bị bệnh hiểm nghèo hơn một năm nay và dự định trong tuần này sẽ sang điều trị tại viện ca. Song do cháu nội sinh năm 2016 bị câm điếc bẩm sinh nên hai con của ông đưa đi khám tại Hà Nội. Và điều đau lòng đã xảy ra. Khoảng thời gian phía trước với ông bà và cả tương lai của hai cháu nhỏ là điều rất khó đoán định. Tôi bị ung thư. Thì người ta bảo là ở bệnh viện Bắc Ninh bây giờ là hết thuốc chữa rồi. Tôi bị di căn. Bây giờ chỉ có ra Hà Nội thôi. Chả mong cái gì cả. Cứ mong làm ra mà khỏe mạnh để nó nuôi hai đứa cháu cho nó lớn. Thế còn bố mẹ này không còn. Bố ông bà là chỉ nuôi hai đứa này, thế mà ông thì chỉ mong có được khỏi thì ở lại với mấy bà cháu. Ngay khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ gia đình. Đặc biệt, Ban chấp hành đoàn xã Bằng An đã có thư kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân, ban ngành chức năng cùng vào cuộc. Điều này đã nhận được sự sẻ chia của rất nhiều tấm lòng từ các tổ chức cá nhân, đoàn thể và các cơ quan chức năng. Cũng mong rằng các tổ chức cá nhân, các nhà tài trợ sẽ có lòng hảo tâm, quan tâm để giúp đỡ gia đình ông bà Phồn cùng hai cháu được học tập, học hành, trở thành người có ích trong xã hội. Nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân là quá lớn và sự sẻ chia của cộng đồng đã mang đến cho họ sự ấm áp, yêu thương. Nhưng tương lai phía trước sẽ ra sao? Đặc biệt là với hai cháu nhỏ vẫn còn ở tuổi mầm non, cần rất nhiều sự chung tay thiết thực hơn nữa của cộng đồng xã hội.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.